Vào hồi tháng 5 vừa qua, nhà phân phối Thaco đã điều chỉnh giá bán của một số mẫu xe mang thương hiệu kia, bao gồm Celtis, Carnival, Sonet, Sorento, Sonuto và K3. Đến nay, lại tới lượt mẫu MPV cỡ nhỏ kia Kerens tăng giá bán. Theo đó, các phiên bản GIVT, G Luxury, Premium, Signature 6 chỗ và Signature 7 chỗ của mẫu xe này đều tăng giá thêm 10 triệu so với tháng trước. Giá bán của các phiên bản này lần lượt là 634 triệu, 664 triệu, 735 triệu, 774 triệu và 779 triệu đồng. Riêng bản MT Deluxe giữ nguyên giá bán 589 triệu. Sau điều chỉnh giá bán Kia Kerens hiện có giá bán giao động từ 589 đến 799 triệu. So với một số đối thủ, mẫu xe nhà Kia vẫn có giá bán cao hơn đáng kể. Các bản bản D Premium, D Signature 6 chỗ và D Signature 7 chỗ đã không còn xuất hiện trên bảng giá của thương hiệu Kia. Trái ngược với Kia Kerens, những đối thủ cùng phân khúc như Suzuki Eriga Hybrid, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross, Toyota Avenger Premier, Mitsubishi Spander và Mitsubishi Spander Cross chẳng những không tăng giá, mà còn được khuyến mại trong tháng 6 này. Trong đó, khuyến mãi nhiều hơn cả là Suzuki Eriga Hybrid với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và phiếu nhiên liệu 5 triệu cho bản MT. Với bản AT, xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 6 tháng và phiếu nhiên liệu 10 triệu. Giá trị ưu đãi của Suzuki Ertiga Hybrid ở cả hai phiên bản đều là 89 triệu. Suzuki XL7 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị tương đương 30 triệu. Tiếp theo đó là Mitsubishi Spander với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước và tặng thêm quà như camera lùi hoặc camera 360 độ. Với bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premier, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói khuyến mãi. Gói một là lãi suất ưu đãi 0% một năm cố định trong 12 tháng đầu. Gói hai là một năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng. Những chương trình này sẽ phần nào tăng thêm áp lực lên mẫu MPV nhà Kia ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2023. Kia Kerens có doanh số khá ổn định, không quá cao cũng không quá thấp trong phân khúc. Trong tháng 4 vừa qua hãng kia bán được 349 chiếc Kerens cho khách hàng Việt. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã đạt doanh số 1.186 xe, thấp hơn đàn anh kia Canivan bán 1.584 xe dù rẻ hơn nhiều.